Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, những ngày vừa qua, dư luận không khỏi xôn xao trước vụ nữ sinh phát hiện ra chủ trọ lắp camera quay lén trong nhà vệ sinh suốt một thời gian dài. Điều gây ám ảnh hơn nữa cho nữ sinh này đó là chủ trọ nhiệt tình, thường xuyên hỏi han cuộc sống hàng ngày trước khi vụ việc được phát giác. Sau hơn 2 tháng Loan 20 tuổi, tên đã thay đổi, vẫn chưa hết ám ảnh khi nghĩ đến việc bản thân trở thành nạn nhân bị quay lén bởi chính chủ trọ, ông LPN, 58 tuổi, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Sự việc xảy ra vào giữa tháng 4, nhưng gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 6 khi nhóm nữ sinh quyết định phơi bày toàn bộ sự thật lên mạng xã hội. Loan cho biết đây là một cú sốc mà mỗi lần nghĩ đến cô lại thấy hết sức hoang mang. Ngọc Mai, 20 tuổi, tên đã thay đổi. Người đầu tiên phát hiện camera quay lén trong nhà vệ sinh cho biết chuyển đến nhà trọ của ông N từ tháng 12 năm 2022. Căn nhà cho thuê gồm 5 tầng và một sân thượng dành để giặt phơi quần áo. Chủ nhà cùng vợ con sinh sống sinh hoạt từ tầng 1 lên tầng 3. Từ tầng 4, người đàn ông sửa thành phòng trọ, mỗi tầng có 2 phòng khoảng 15m², đã bao gồm vệ sinh khép kín chỉ cho nữ thuê. Mai và Loan sống tại tầng 4, còn nữ sinh Nguyễn Bình, 19 tuổi, tên đã thay đổi, sống tại tầng 5, giá thuê hơn 3 triệu đồng một tháng một phòng. Bình tìm thấy nhà trọ này thông qua hai người bạn cùng phòng. Họ ký hợp đồng thuê trọ từ tháng 9 năm 2023. Trước khi phát hiện sự việc bị quay lén, nhóm nữ sinh tin tưởng chủ nhà bởi thấy vợ chồng ông N nhiệt tình, thường xuyên hỏi han cuộc sống hàng ngày, giúp đỡ người thuê sửa đồ điện nhà vệ sinh. Chủ trọ cũng dặn họ đi đâu không cần khóa cửa phòng vì ở đây là an toàn nhất. Theo lời kể của Mai, trong cuộc sống, những lời hỏi thăm đôi khi thái quá của người đàn ông khiến họ ngại ngùng. Mai kể rằng có lần, chủ nhà trọ nhắc các nữ sinh này quần áo, đồ lót mặc rồi không nên để 2-3 ngày mới giặt, có khi lại bảo không nên tắm quá khuya. Ông cũng nhận xét ai là người tắm rửa sạch sẽ nhất phòng, ai dạo này trắng da. Thời điểm đó, nhóm nữ sinh chỉ nghĩ đây là những lời nói đùa vu vơ hoặc sự quan tâm từ phía chủ trọ. Nhưng giờ nghĩ lại, Mai sởn gai ốc, cảm thấy không bình thường. Nạn nhân cho hay, cô không ngờ người chủ trọ cô từng tin tưởng lại hành xử như vậy. Cũng theo lời của Bình, một số nữ sinh, ông N còn dặn nữ sinh coi ông như bố, có chuyện gì ngại chia sẻ với gia đình thì nói với bác. Trên đường về quê hôm 18 tháng 4, Bình nhận được điện thoại của Mai, báo các nhà vệ sinh đều bị chủ trọ lắp camera quay lén. Cô vội quay xe về khu trọ, đồng thời thông báo cho hai người bạn cùng phòng. Sau khi kiểm tra, Bình phát hiện camera được ông N giấu tinh vi dưới kệ đựng đồ tắm cạnh ống nước. Nữ sinh cho biết cô đã vô cùng sốc và sợ hãi. Tim đập mạnh trong những giây phút tìm thấy camera. Nữ sinh này cũng cho hay, đến nay vẫn lo lắng mất ăn mất ngủ nhiều ngày. Sau khi chụp ảnh làm bằng chứng, Bình về quê báo với gia đình chuyện chủ trọ lắp camera quay lén. Sáng hôm sau, bố mẹ đưa nữ sinh lên làm việc với chủ trọ. Họ không thể đối chất trực tiếp với ông N do người này đang làm việc với công an. Bình cho biết, bà chủ trọ bày tỏ muốn giải quyết sự việc bằng tình cảm và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Lý giải việc chồng lắp camera trong phòng tắm vì sợ tắc ống nước. Tuy nhiên, cô và gia đình không chấp nhận lý do này nên kiên quyết cùng các nạn nhân khác trình báo công an phường Yên Nghĩa. Công an quận Hà Đông cho biết, ông N khai nhận khoảng tháng 6 năm 2023 xuất phát từ ham muốn của bản thân, muốn xem lén người thuê phòng tắm nên đã lên mạng xã hội đặt mua 3 bộ camera lắp trong phòng tắm của các phòng 401, 402 và tầng 5. Sau khi quay lén các khách nữ thuê trọ, người này thường xem trực tiếp trên điện thoại hoặc lưu lại trên ứng dụng của camera. Chủ trọ cam đoan không phát tán, chia sẻ cho bất kỳ ai hay đưa lên mạng xã hội những hình ảnh video trên. Người anh trai hơn Mai 8 tuổi bức xúc cho hay hành vi của ông N không chỉ ảnh hưởng đến em gái mà còn đảo lộn cuộc sống của cả gia đình, khiến ai cũng lo lắng. Người này cho biết bố mẹ anh là công nhân ở quê, mỗi lần đi lại làm việc với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc mất rất nhiều thời gian, vất vả. Anh cũng cho biết thêm rằng cả nhà anh sống trong nỗi lo lắng suốt nhiều ngày, lo lắng cho sự an toàn, sức khỏe, tinh thần của em gái. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an quận Hà Đông xác định hành vi của ông N chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông này bị phạt hành chính về hành vi thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác. Theo điểm C khoản 2, điều 84, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ. Ngày 28 tháng 5, Chủ tịch UBND quận Hà Đông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N với mức phạt là 12,5 triệu đồng. Cả Mai, Loan và Bình đều cho rằng mức xử này chưa thích đáng và chưa đủ sức răn đe.
Loan bức xúc cho biết ông này đã có hành vi xâm phạm đời tư, danh dự, nhân phẩm và uy tín của các nạn nhân. Cô cho rằng mức xử phạt quá nhẹ đối với hành động có chủ đích, xấu, nhằm vào nhiều người. Sau khi người mẫu Châu Bùi đăng tải bài viết về việc bị quay lén tại studio chụp hình, Mai cũng quyết định công khai câu chuyện của bản thân lên mạng xã hội, dù rất hoang mang, sợ bị trả thù. Nhận thấy mức xử phạt đối với chủ trọ không đủ sức răn đe, các nạn nhân lại chưa từng nhận được một lời xin lỗi nào. Mai mạnh dạn lên tiếng đấu tranh cho quyền lợi, danh dự của mình. Mai cho hay có tới 9-10 người là nạn nhân, chứ không riêng mình. Mai nghĩ rằng mức xử phạt này quá nhẹ với ông N, dễ tạo tiền lệ xấu, tiếp tay cho những kẻ có những ham muốn xấu xa bệnh hoạn. Cô lo ngại ông N sẽ chia sẻ video vào các hội nhóm kín hoặc bán tài khoản để kẻ xấu có thể đăng nhập trực tiếp xem video nhạy cảm. Cô mong muốn cơ quan chức năng có hình thức điều tra xác minh rõ ràng hơn để các nạn nhân không phải sống trong sự sợ hãi. Ngày 26 tháng 6, Mai làm đơn kêu cứu gửi đến báo chí. Trong đơn, nữ sinh cho biết sự việc đã làm đảo lộn cuộc sống, ảnh hưởng tinh thần, sức khỏe và học tập của cô. Sau khi gấp rút chuyển nhà trọ, Mai phải ở nhờ nhà người thân suốt một tháng để ổn định tinh thần. Cô dành thời gian tìm kiếm nhà trọ mới, kỹ lưỡng, đến nơi đến chốn, kiểm tra từng ngóc ngách để đảm bảo không có camera giấu kín. Khi đến các khu vực công cộng, cô nhiều lần nhịn đi vệ sinh vì nỗi ám ảnh bị quay lén. Cô cho biết, khi tìm được nơi ở mới, cô đã nói thẳng với chủ trọ về vấn đề an ninh, nạn quay lén và yêu cầu chủ trọ cam kết không lắp đặt bất cứ camera nào trong phòng thuê. Bình cũng đã tìm được phòng trọ mới cạnh trường ngay sau sự việc, nhờ bạn bè cùng kiểm tra xem có camera giấu kín hay không. Dù đã sinh sống tại đây gần 2 tháng, nữ sinh thừa nhận vẫn hoang mang và lo sợ bởi cái bóng ám ảnh quá lớn tại nhà trọ của ông N. Theo các nạn nhân, từ khi xảy ra vụ việc, chỉ có vợ ông N, đại diện cơ quan nơi ông N từng công tác, đứng ra nói lời xin lỗi. Họ đưa cho các nạn nhân xem bản cam kết về việc ông N không phát tán video nhạy cảm. Bản cam kết này có chữ ký của ông N, không có chữ ký hay sự xác nhận làm chứng của cơ quan chức năng. Anh trai của Mai mong chờ mức xử phạt thích đáng hơn đối với chủ trọ để có tính răn đe cho xã hội. Người này bức xúc khi những tổn thương tâm lý mà em gái phải chịu đựng không gì bù đắp được. Có thể là đến hết đời, em gái mình vẫn không thể quên được nỗi ám ảnh này. Trong khi đó, bố mẹ Bình muốn con gái bỏ qua cho chủ trọ, song cô gái vẫn kiên quyết theo đuổi sự việc đến cùng. Nhiều lần nữ sinh một mình đến trụ sở công an phường Yên Nghĩa để hỏi quá trình xử lý sự việc, thậm chí thắc mắc mức xử phạt quá nhẹ đối với chủ nhà trọ. Nữ sinh này cho biết bố mẹ sợ con gái mang tiếng, khuyên nên bỏ qua nhưng cô không đồng ý. Cô cho rằng nếu cô không lên tiếng thì sau này nếu xảy ra chuyện gì, cô không biết ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm và đòi lại công bằng cho các nạn nhân. Cô cũng cho rằng đây là lúc các nạn nhân đứng lên đòi lại quyền lợi cho chính mình. Liên quan đến những chia sẻ của nữ sinh trên, dù đã cố gắng liên lạc với ông LPN nhưng chưa nhận được phản hồi. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong các video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.